Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt và sử dụng robot hút bụi D-Bot N5 Power hay là DAISY 65. Đây là bản nâng cấp của bản DAISY 35 với nâng cấp với rất nhiều tính năng như này. Đầu tiên là mở máy ra, bạn sẽ thấy có cục sạc, thân máy, đế lau và hai cặp chổi cạnh, một cặp chổi cạnh. Thì việc đầu tiên là bạn lắp chổi cạnh vào thân máy, thì có hai cái là màu đỏ và màu xanh, các bạn lắp đúng màu, ấn thẳng xuống kêu thẳng cái là được, cứ ấn mạnh xuống. Thứ hai nữa là phía đằng sau có một cái hộp nước, các bạn bấm vào bạn rút ra. Trường hợp như là các bạn muốn lau ấy, thì các bạn cho nước vào cái nút lau xanh này, mở cái nút lau xanh này và cho nước sạch vào. Trường hợp bạn muốn thơm hơn thì bạn sử dụng nước lau sàn chuyên dụng của D-Bot với giá là 150.000 một chai 2 lít, dùng 1 năm hết, bởi vì mỗi lần bạn chỉ cần 10ml thôi. Tiếp sau khi cho nước thì các bạn lắp đế lau màu xanh vào theo chiều hướng như này, ấn vào hai cái lẫy này và lùa vào máy. Bao giờ tạch một cái là được. Còn nếu như mà bạn chỉ có nhu cầu quét hút không ấy, thì các bạn tháo cái đế lau này ra, bỏ ra bên cạnh và lắp lại. Tiếp theo là cái ổ sạc, thì các bạn cắm kiếm cái chỗ có ổ điện, bạn cắm vào. Thông thường thì các bạn nên để vuông góc vào vị trí chân tường như thế này, ở cái vị trí khoáng hai bên khoảng 20 phân là không có vật cản, phía trước khoảng 1 đến 1.5 m không có vật cản. Nếu như mà các bạn muốn chặt hơn thì các bạn sử dụng cái băng dính này, các bạn dán cái đế lau này xuống nền hoặc là dán cố định vào mép tường. Đấy, còn đây mình chạy thử cho các bạn. Đấy. Thì việc sử dụng rất là đơn giản thôi, các bạn đặt hai cái điểm cực này vào hai cái điểm cực ở sạc, sau đó để tiếp là mở máy, gạt nước nguồn từ chữ O sang chữ Y, tiếp sẽ báo khởi động. Đấy, máy kêu báo chuông lên là khởi động xong. Thì việc sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần ấn nút này là máy sẽ tự động rời khỏi vị trí sạc và dọn dẹp. Máy sẽ tự động dọn dẹp toàn bộ mặt sàn nhà bạn, trừ các cái không gian mà bạn đóng cửa hoặc là không gian khóa chặt. Các khu vực như gầm bàn, gầm ghế, máy dọn rất là hiệu quả, đặc biệt sạch với bụi mịn, tóc rối, tóc rụng của phụ nữ và thức ăn rơi vãi của trẻ nhỏ. Máy dọn toàn bộ mặt sàn và tự động tránh ngay cầu thang, tức là không rơi, có được máy được trang bị ngay ở cảm biến ứng dụng. Khi máy đang dọn và các bạn muốn dừng lại, các bạn bấm lại cái phím này. Đấy, để máy tạm dừng lại. Còn bạn muốn mang máy về sạc thì các bạn có thể bê máy này về sạc được, hoặc là chủ động bấm giữ phím nguồn. Máy sẽ tự động tìm về đúng vị trí sạc và thực hiện sạc. Trong quá trình sạc ấy, các bạn không phải lo rút điện, bởi vì nút rút điện hay tắt nguồn, vì máy có cơ chế tự bảo vệ là sạc 24/24, khi nào đầy sẽ tự ngắt dòng để bảo vệ pin. Định kỳ khoảng 2 đến 3 ngày, 3 lần dọn thì các bạn mở hộp rác ra. Nếu như bạn chăm chỉ thì mỗi lần bạn dọn xong bạn đổ một lần được, thì nó có một nút màu đỏ này, các bạn bấm này. Đấy, bạn đổ rác ra ngoài. Đấy. Và thông thường thì khoảng nửa tháng thì các bạn bỏ cái phần này ra vệ sinh, phần này các bạn rửa bình thường, rửa qua nước sạch hoặc là rửa bằng cả xà phòng. Riêng cái phần này thì các bạn gõ mạnh xuống để cho nó bụi rơi ra khỏi cái hộp và lắp lại. Cái này các bạn thường xuyên kiểm tra, cái chi tiết này là chi tiết quan trọng nhất của robot hút bụi, mặc dù nó rất là rẻ. Đấy, nếu như mà nó tắc nghẽn thì nó sẽ không dọn vệ sinh được. Sau đó các bạn vệ sinh phơi khô lại sạch sẽ thì các bạn lại mở lắp ra và lắp đúng vào cái vị trí cũ. Ngoài ra thì máy được trang bị theo kèm là điều khiển hoặc là ứng dụng. Đây là tính năng sử dụng qua điện thoại và điều khiển. Nếu mà bạn muốn, thực ra cái máy này thì các bạn sử dụng điều khiển rời thôi được. Thì phím đầu tiên ở trên điều khiển là phím dọn chế độ tự động, tức là hoặc là máy đang dừng lại thì có thể đang chạy thì các bạn bấm tạm dừng hoặc là cho dọn tự động.
phím các phím điều hướng xung quanh lên xuống trái phải. Tiếp theo là nút sai máy về nguồn, về chạm sạc tương ứng với cái nút này ở trên điều khiển. Đó, nút này. Tiếp theo nữa là cái nút dọn men chân tường là tương ứng với nút chân tường này. Các bạn nhìn thấy cái hình bao xung quanh không? Đấy, thì nó ứng với cái chế độ chân tường, tức là máy dọn một vòng xung quanh nhà, sau đó sẽ dừng lại và về sạc. Chế độ tự động này thì ứng với cái chế độ nút play trên cùng này. Đấy. Tiếp theo là cái chế độ tại chỗ này, thì nó tương ứng với cái chế độ cái hình đầu viên đạn này, tức là máy sẽ dọn quanh lan rộng dần quanh một điểm. Đấy. Nó hợp với việc là các bạn thấy chỗ nào bẩn thì các bạn di chuyển máy ra đó và bấm cái chế độ này. Ngoài ra ở trên điện thoại thì các bạn có thể là cài đặt là các cái chế độ hẹn giờ này, điều chỉnh lực hút này, điều chỉnh mức nước này, rồi các cái chế độ hẹn giờ đấy, rồi là đổi tên robot, rồi thay đổi ngôn ngữ, rất nhiều cái tùy chọn linh hoạt. Thì các bạn nếu như các bạn muốn tiện thì các bạn sử dụng cài trên điện thoại này, thì sẽ có cái clip hướng dẫn các bạn cài gửi cho các bạn. Còn thông thường với cái dòng máy này thì mình khuyến nghị các bạn là sử dụng cái điều khiển giờ như này, vì nó cũng đủ các cái tính năng trên điện thoại rồi. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi.